Đậu phụ sốt cà chua là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của mỗi gia đình Việt Nam. Chỉ với những nguyên liệu và cách làm chế biến cũng rất đơn giản, cho ngay ra một món ăn thơm ngon và đầy dinh dưỡng. Hôm nay thì Phương sẽ biến tấu thêm một chút và chia sẻ với các bạn một chút công thức về món đậu sốt cà chua với hành và thì nà. Cách biến tấu này về cách làm cơ bản không khác, nhưng các bạn chỉ cần thay đổi một chút hành và cho một chút lá thì nà vào thì món đậu sốt cà chua đã trở nên khác biệt. Nào, bây giờ mời các bạn cùng vào bếp với Phương để làm món đậu sốt cà chua nha. Phần nguyên liệu, các bạn chuẩn bị cho Phương khoảng 200g hành lá và thì nà, 3 quả cà chua và một chút hành khô băm nhỏ nha. Phần đậu phụ thì các bạn thái thành những miếng vuông nhỏ vừa ăn, rồi các bạn dán vàng hai mặt lên cho Phương như thế này này. Khi đậu đã bắt đầu chín vàng đều hai mặt thì các bạn gắp hết những miếng đậu này ra một cái tô hoặc một cái đĩa cho Phương nhé. Sau đó các bạn tận dụng lại phần dầu rán đậu còn thừa, các bạn cho ra một cái song, hay các bạn cũng có thể sử dụng luôn chiếc chảo cũ cũng được nha. Phương thì Phương luôn luôn sử dụng chảo rán và song nấu riêng để chảo rán không tránh không sử dụng đến mắm muối thì chảo rán luôn luôn sẽ được bền nhé các bạn. Rồi bây giờ các bạn phi thơm hành khô lên cho Phương nhé. Sau khi hành phi đã bắt đầu vàng và có mùi thơm thì các bạn cho hết phần cà chua vào cho Phương này. Các bạn đảo cà chua cho mềm một chút. Rồi lúc này các bạn lên cho Phương một thìa canh nước mắm nha. Tiếp đó thì các bạn cho hết phần đậu rán trước đó vào trong nồi và để om với cà chua luôn. Lúc này thì các bạn không cần phải đảo đều lên nha, mà các bạn cứ để ở trên mặt, rồi chúng ta đậy vung vào cho cà chua chín mềm ở bên dưới. Các bạn cho thêm cho Phương một chút nước nọc vào này. Rồi sau đó các bạn tiếp tục đậy vung và om trên bếp một lúc. Lúc này thì các bạn nên lưu ý cho Phương là đun với lửa nhỏ thôi nha. Rồi bây giờ thì các bạn mở vung ra và sau đó các bạn đảo đều cho cà chua với đậu được thấm quện nước sốt. Lúc này thì các bạn mới bắt đầu lên cho Phương thêm một chút hạt nêm và một chút bột ngọt vào nha. Nhà Phương lúc này thì đang hết hạt nêm nên Phương vừa cho lúc nãy là muối đấy các bạn. Đó, xong rồi các bạn đảo đều lên này cho đậu thấm quện hết gia vị. Cuối cùng là các bạn cho hết phần hành và thì nà đã thái trước đó vào trong nồi. Rồi các bạn đảo đều gia vị hành thì nà lên chung với nhau nhé. Xong sau đó thì các bạn cũng tắt bếp luôn được nha. Hành và thì nà là gia vị, các bạn không lên đun đâu ở trên bếp thì hành và thì nà nó sẽ bị đỏ các bạn. Thế nên là khi mà các bạn cho hành và thì nà vào thì các bạn đảo đều lên và đồng thời lúc này các bạn cũng tắt bếp luôn cho Phương nha. Lúc này các bạn có thể múc ra tô và thưởng thức món đậu sốt cà chua cực kỳ ngon rồi. Chúc các bạn thành công và hãy nhớ tặng cho Phương một like, một nút đăng ký để Phương có động lực làm những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.